khảo cổ học hàng hải hay dưới nước chỉ được tiên phong vào giữa thế kỷ 20 với sự phổ biến của môn lặn biển. Kể từ đó, lĩnh vực này và các công nghệ liên quan đến nó tiếp tục phát triển và làm sáng tỏ lịch sử loài người và tiền sử được cho là sẽ bị mất vĩnh viễn. Giờ đây, các nhà khảo cổ học hàng hải làm việc cho cơ quan cổ vật Israel đang lặn ngoài khơi bờ biển phía bắc Địa Trung Hải của Israel vừa phát hiện ra một kho báu trên tàu còn sót lại của hai con tàu La Mã cổ đại bị chìm trong bến cảng của thành phố cổ Caesarea. Trong khi khai quật con tàu, họ đã quan sát thấy những đồ tạo tác bằng kim loại liên quan đến con tàu như mỏ neo, sắt mạ và những chiếc đinh đã xuống cấp. Một số khám phá hấp dẫn hơn bao gồm hàng trăm đồng xu La Mã bằng bạc và đồng, một chiếc nhẫn vàng có đính ngọc lục bảo được chạm khắc hình ảnh một người chăn cừu ôm một con cừu trên vai chuông. Đồ gốm sứ và tượng nhỏ. Chiếc nhẫn vàng đặc biệt thú vị do nó có liên quan đến cả hình tượng tượng trưng của Cơ Đốc giáo và tiền Cơ Đốc giáo và Hy Lạp. Cơ Đốc giáo cực kỳ thịnh hành ở châu Âu và Tiểu Á vào cuối thời kỳ La Mã. Người ta chỉ có thể tự hỏi món đồ trang sức đẹp đẽ cụ thể đó đã được ủy thác cho ai. Khám phá này giúp làm sáng tỏ nền kinh tế thương mại La Mã thời kỳ cuối bằng cách chụp một bức ảnh chụp nhanh chuyến hành trình chở hàng và văn hóa La Mã hậu cổ điền. Những phát hiện được cho là do thời kỳ Mamluk giữa năm 1700 năm 600 sau Công Nguyên. Vương triều Mamluk là tiền thân của đế chế Ottoman vào thời kỳ đỉnh cao của nó. Kiểm soát các vùng đất từ Syria đến Ai Cập, thành phố Caesarea sẽ là nơi chứng kiến sự chuyển đổi từ thời kỳ Mamluk sang đế chế Ottoman chiếm đóng khu vực này trong 4 thế kỷ. Nó chính thức trở thành một phần của đế chế Ottoman vào năm 1516. Các nghiên cứu về thành phần hóa học của hạt thủy tinh La Mã đã cho phép các nhà khảo cổ theo dõi các hiện vật bằng thủy tinh. Một số vụ đắm tàu từ triều đại Mamluk đã mang lại những hạt thủy tinh từ khắp Địa Trung Hải cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về cách con người di chuyển và tương tác qua khu vực này trên thế giới. Phát hiện này cho thấy đế chế Ottoman có một mạng lưới thương mại phức tạp và phân tầng tốt ở biển Địa Trung Hải. Sẽ rất thú vị khi tìm hiểu về nguồn gốc của kho báu mới nhất này. Nó đến từ đâu và nó được hướng đến khi có nhiều phân tích trong phòng thí nghiệm hơn được thực hiện. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!